Mến chào các bạn đang quay trở lại với câu chuyện tầm nhãn của tác giả Bắc Nam, truyện được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đam Mỹ Từng Truyện, tập 7. Chuông báo thức lặp lại đúng 3 lần, mọi người trong kho hàng cũng đều giật mình. Lương Thừa thấy rất quen tai, phản ứng cũng nhanh đoán được chính xác nguồn âm thanh phát ra từ cửa sổ thứ 2. Kiều Uyển Lâm suýt nữa tắt thở tại chỗ. Tuy là cậu đã rất cẩn thận nhưng vẫn quên tắt báo thức nhắc nhở lớp học trên mạng. Lúc này một tay cầm gậy chấm rung, một tay lướt loạn trên màn hình kết quả, tay máy bật phải đèn pin, tiêu tùm rồi. Chuyển tới nước này chạy là thường sách, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một móng đèn phì qua cửa sổ vỡ, đáp ngay xuống đất, Kiều Uyển Lâm bị tóm tại trận, đèn pin còi rạo sáng cho đối phương. Lão tứ quan sát cậu hồ hèo bên trong. Thảo nào đây là chuông báo và họp, ở đây có một nhóm học sinh cấp 3. Kiều Uyển Lâm xem xét tình thế quyết định giả bộ thân thiết nói. Trời, em cũng cổ tới đây chơi mà. Lão tứ hỏi, chơi có vui không? Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ ngoan hiền. Em không biết, em không thấy gì hết đó. Ngoại hình lão tứ cũng bình thường, da hơi ngăm đen. Khi cười lên để lộ ra một hàm răng trắng rồi nói, tới cũng tới rồi, về vào xem thử đi. Kiều Uyển Lâm vội vàng nói, không cần đâu anh. Lão tứ không nói nhiều lời, túm cái túi trước ngực cậu lôi đi, còn nhẹ nhàng hơn kéo một chiếc vạt lì có bánh xe. Tới cửa lớn tiến vào kho hàng, vào phòng trong, lão tứ đẩy mạnh cậu một cái. Kiều Uyển Lâm lảo đảo sau khi đứng vững thì cúi gằm đầu, bộ lưới dài che đi khuôn mặt chỉ lộ ra cái cằm nhọn nhọn. Tầm nhìn có hạn, cậu không thể phán đoán Lương Thừa đang đứng ở đâu, cũng không biết Lương Thừa sẽ có phản ứng như thế nào. Trên thực tế, Lương Thừa đứng cách cậu tới 1 mét, nhìn một cái là nhận ra ngay. Sau một giây ngạc nhiên thì anh lập tức hiểu ra vì sao Quỷ Huệ Lâm lại xuất hiện trên đảo. Lão Tứ nói, anh ứng nhóc này bên ngoài thập thỏ. Ứng Tiểu Quỳnh giống như hoàng đế trong phim cổ đại, đang chọn tú nữ nói với Kiều Uyển Lâm. Khỏi ngại ngốm, ngẩng đầu lên xem nào. Sợ có trốn cũng không được, chỉ bằng khí phách một chút, Kiều Uyển Lâm nghiêm nghị ngẩng đầu lên. Đồng thời cậu cũng nhìn rõ được Ứng Tiểu Quỳnh. Anh Ứng có cái tên trên mạng quê mùa, sở hữu một khuôn mặt đẹp hơn lão tứ 800 lần. Nhờ khuôn mặt này mà cho dù Ứng Tiểu Quỳnh khoác lên mình một bộ quần áo hoa hòe loè loẹt diêm dúa quê mùa, có thể nói là khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ, thì cũng có thể trở nên trắng bóng tuấn tú tuyệt mỹ là thường. Ứng Tiểu Quỳnh cũng rất hài lòng với thái độ của tú nữ này, nhìn Kiều Uyển Lâm từ đầu tới chân, khi nhìn về phía Liễu Nghị thì chán ghét. Heo mập chết mắm, đây là con trai mày hả? Liễu Nghị phủ nhận, không phải. Ứng Tiểu Quỳnh nói, mày cũng chẳng thể sinh ra được một đứa con trai có nhan sắc cỡ này trừ khi bị cắm sừng. Mắt của Ứng Tiểu Quỳnh quay về trên người Kiều Uyển Lâm hỏi, nhóc con, nhóc là ai? Kiều Uyển Lâm đã lén liếc Lương Thừa mấy lần rồi, cậu không dám trả lời bừa, lại đắn đo nhìn sang lần nữa. Nhưng Lương Thừa vẫn ung dung đứng khoanh tay, hoàn toàn không có phản ứng gì. Ứng Tiểu Quỳnh hỏi, quen hả? Lương Thừa đáp rất dứt khoát, không quen. Kiều Uyển Lâm sửng sốt, sáng sớm còn giúp mình thông buồn cậu, đây gọi là không quen đó hả? Cũng tốt thôi, cậu cũng chẳng muốn quen phần tử phạm tội. Ứng Tiểu Quỳnh nhìn thấy hàng chữ thêu trên túi của Kiều Uyển Lâm đọc lên. Bạn biên tập tin tức, nhóm là phóng viên hả? Kiều Uyển Lâm ầm ừ một tiếng, Ứng Tiểu Quỳnh nói, đài truyền hình nào thế? Đài truyền hình thành phố Bình Hải. Dữ ta, cơ quan lớn đấy, cùng lắm chỉ 16 tuổi về không, thế mà làm phóng viên rồi hả? Không, con trai của phóng viên. Ứng Tiểu Quỳnh đá cái thùng gỗ bên trần ra, miệng vẫn cười nói, hôm nay cho nhóc biết sành sành nở hoa là như thế nào. Sành sành nở hoa là tên một bài hát, ý chỉ về tình yêu thanh xuân vườn trường. Còn ở đây chắc ví Kiều Uyển Lâm như hoa rành rành, muốn chém muốn tẩn muốn làm gì đó nên gọi là hoa nở. Kiều Uyển Lâm chỉ biết há hốc mồm. Mặt nhỏ vừa đẹp vừa mềm thế này anh không nỡ ra tay. Lương Thừa, đập nắp điện thoại nó trước đi. Hình như không muốn đồng đầy,
Lượng Thừa lề mề mấy giây mới đi về phía Kiều Uyển Lâm. Tới trước mặt cậu, anh phồn tay nhấc mũ lưới chai của cậu kéo lên một chút. Kiều Uyển Lâm rất phòng bị, siết chặt điện thoại và gậy chống rung. Lượng Thừa nói, đưa tôi. Kiều Uyển Lâm lý nhí bảo, nằm mơ đi. Lượng Thừa túm lấy cậu, khớp ngón tay khẳng khiu sống như một cái khóa sắt còng tay cậu. Cậu càng giãy ra thì càng bị khống chế chặt hơn. Hai người ngày càng dí sát vào nhau. Đợi tới khi gần trong gang tấc, Lượng Thừa khẽ nói, theo dõi tôi hả? Kiều Uyển Lâm cũng phản bác, chúng ta cũng có quen biết gì đó, tại sao tôi phải theo dõi anh? Để giải bồi xì đánh giày, cậu không thấy bẩn sao? Kiều Uyển Lâm tiếp tục mạnh miệng, anh nói gì thế, tôi nghe không hiểu. Cậu sợ bị giết người diệt khẩu không? Còn người Kiều Uyển Lâm lấp lánh, tất cả lời phản kích đều kèn trong cổ họng, làm thình vài giây cậu dũng cảm nói, tới đây đi, có giỏi thì đánh tôi như đánh bọn họ ấy. Ứng Tiểu Quỳnh không kiên nhẫn nữa rồi nói, Lương Thừa, quật nó luôn đi. Kiều Uyển Lâm liều mạng giãy giụa, chắc cảnh sát sắp tới rồi, đồng thời cao giọng hô cứu. Rằng có hồi lâu cậu tự làm bản thân mình thở hồng hộc luôn, lão tứ quan. Lương Thừa, mày làm được không đó? Lương Thừa nói, không quật được. Liễu Cửa nghe thế nằm dưới đất cửa cổi hai cái. Trong lúc giằng co, một góc gậy chống rùm đụng vào lồng ngực Kiều Uyển Lâm, đâm vào da thịt cậu. Cậu ôm ngực, mặt rất đau đớn. Lương Thừa giật phát lại, Kiều Uyển Lâm nhắm chặt hai mắt từ bỏ việc chống cự. Lát sau bàn tay kia đặt lên đỉnh đầu cậu, để mũ lưới chai xuống. Tìm cậu đập loạn nhịp, mở hai mắt ra, nghe thấy Lương Thừa nói, em quen cậu ta. Giới hạn quen biết rất rộng, Ứng Tiểu Quỳnh hỏi, quan hệ gì? Chủ thuê nhà. Ứng Tiểu Quỳnh không nghi ngờ gì nhìn về phía Kiều Uyển Lâm. Phải nhóm tới tìm Lương Thừa hả? Chuyện đã tới nước này, Kiều Uyển Lâm cũng gật đầu thừa nhận. Ứng Tiểu Quỳnh ra về nghiền ngẫm, đuổi theo sao thế, nó là tiền thuê nhà của nhóc sao? Kiều Uyển Lâm chần chừ chưa đưa ra đáp án, đang lúc không biết làm sao thì một nhóm người xông vào cửa lớn kho hàng. Tiếng bước chân vừa nhanh vừa đồng loạt, cảnh sát tới rồi. Nhóm tới là cảnh sát nhân dân do đồn cảnh sát lính hải phái tới. Tổng cộng có 8 người, 7 người đi đầu mặc đồng phục màu xanh lam đậm. Cuối hàng có một người đàn ông mặc thường phục trông rất nổi bật. Cảnh sát bao vây toàn cảnh, cảnh sát phường đi đầu nói, chúng tôi nhận được báo án nghi ngờ đây đang diễn ra hành vi trái pháp luật. Ứng Tiểu Quỳnh thong thả đứng dậy, nghiêng đầu qua nhìn về phía sau đội cảnh sát nói, đã có cảnh sát nhân dân, còn có thêm cảnh sát hình sự, coi trọng chúng ta quá ấy chứ. Cảnh sát phường hơi bất ngờ, quay đầu nhìn người đàn ông cuối hàng gọi, đội trưởng Chính. Người đàn ông mặc thường phục tên Trịnh Hoài Minh, vóc dáng cao to, tướng mạo đoan chính, gã đút tay vào túi quần từ từ đi tới, giày da dẫm trên giả xi măng phát ra tiếng vang lộc cộc. Ứng Tiểu Quỳnh cười nhẹ nhàng nói, đội trưởng Chính được điều tới lính hải khi nào đó? Trịnh Hoài Minh bảo, tới xử lý chút chuyện, không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự kiến. Trùng hợp ha, đã lâu không gặp, tôi khá nhớ anh đó. Trịnh Hoài Minh cũng cười, tôi là lính, gọi là cướp, gặp nhau thì chẳng có chuyện gì tốt cả. Ứng Tiểu Quỳnh giơ hai tay tư thế đầu hàng. Ai nói là tôi cướp, dưới sự che chở và dạy dỗ của anh, tôi sớm đã cải tà quy chánh là một công dân tốt rồi. Vậy sao? Đương nhiên, hôm nay không có bạn, tối nay mời anh nhau một bữa. Tôi thấy cậu mấy bạn đó, có người báo án, bây giờ cảnh sát nghi ngờ các cậu có liên quan tới hành vi tụ tập đánh nhau làm loạn an ninh xã hội. Ôi, nơi kỳ họ cỏ gáy thì làm gì có ai báo án chứ, có phải anh đặc biệt theo dõi chúng tôi không đấy? Cảnh sát vừa tới, Kiều Uyển Lâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy hết các vị thần tiên từ cổ chí kim, từ trong nước ra nước ngoài cảm ơn hết một lượt. Đảng cảm ơn tới đảng thì nhìn thấy hai anh em nằm trên sàn có hơi kỳ lạ. Liễu Nghị và Liễu Cường vốn bị trói đối mặt với nhau, không biết khi nào đã quay lưng với nhau quỳ trên mặt đất như đà điểu. Kiều Uyển Lâm không rảnh để tâm, việc cấp bách bây giờ là phân rõ giới hạn với phần tử phạm tội, phủ định mình là đồng lõa là xong. Nhận lúc yên lặng, cậu giơ tay lên nói, anh cảnh sát, là em báo án.
Trình Hoài Minh chưa kịp phản ứng thì Ứng Tiểu Quỳnh nói, ồ, cậu ta báo thì không tính. Mắc mớ gì không tính? Cậu ta là bồ của đàn em tôi, người yêu cãi nhau thôi ấy mà. Kiều Uyển Lâm sửng sốt, đây là xã hội đen hay là tiểu thuyết gia đình đó, sao mà bịa kinh thế? Với lại cậu là bồ của ai cơ? Trình Hoài Minh nhìn quanh một lượt nói, đàn em của cậu đều là đàn ông mà. Thôi Trường Trình, đừng hàn hẹp như thế chứ. Ứng Tiểu Quỳnh cười nói, đàn ông với đàn ông cũng cặp bồ được mà, anh có muốn thử không? Trình Hoài Minh hỏi, có phải cậu cảm thấy tôi rất dễ qua mặt không? Tôi nào dám, chúng mày đùa nghịch lãng phí công sức của cảnh sát rồi kìa, còn không mau xuống ngọt bàn trai mày đi. Không đợi Kiều Uyển Lâm phát tiết thì vài cậu trượt trùng xuống, Lương Thừa đã ôm lấy cậu. Mọi người trố mắt nhìn, Lương Thừa dùng một tay kéo Kiều Uyển Lâm vào trong lòng, bả vai gầy gò cảm giác rất cấn tay. Lòng bàn tay anh rời lên ấn bên đầu bên Kiều Uyển Lâm. Ngón tay chạm vào vành tai cậu, cả hai đều nổi da gà. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, Kiều Uyển Lâm nghiến răng nói, anh bỏ tôi ra. Lương Thừa vuốt gọn tóc cậu, suy nghĩ mấy câu dỗ dành người ta. Không lâu sau anh xoay đầu sang, mở miệng nhưng lại không thể nói được. Trong hơi thở ấm nóng ấy, Kiều Uyển Lâm bình tĩnh lại la lớn, tôi với anh ta. Chỉ nói được một nửa thì bỗng nhiên bị cậu siết chặt lại. Cách nón lưỡi chai, Lương Thừa cúi đầu hôn lên trán cậu. Nụ hôn này nhanh như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ như không có chuyện gì, nhưng đủ khiến toàn thân Kiều Uyển Lâm cứng đờ, ôm đầu ngã quỵ như sụp đổ. Từ đầu tới cuối, Trình Hoài Minh đều nhìn chằm chằm Lương Thừa. Lương Thừa không hề chột dạ hay nhăn nhó gì, quang minh chính đại nhìn lại. Trình Hoài Minh nói, dẫn tất cả về đồn. Ánh nắng bên ngoài kho hàng sáng tới chói mắt, mặt đất toàn mái ngói vụn vỡ vừa cứng vừa nóng rát. Ngoài trừ người báo án thì đám người phạm tội ai cũng vô cùng điềm tĩnh. Suốt dọc đường Kiều Uyển Lâm ấm mức lắm, cậu sống 16 năm vậy mà bây giờ lăn lộn thế nào phải ngồi dưới cảnh sát. Chuyện hôm nay nhà trưởng có biết không, phụ huynh có biết không? Cậu bị kẻ xấu liên thủ vu khống, cảnh sát sẽ không tin rằng cậu có liên can đồng lõa phạm tội chứ. Mà chuyện quá đáng nhất là cậu bị phần tử phạm tội hôm một cái. Đột nhiên cậu ấy rất nhớ Điền Phú, nếu thời gian quay ngược lại, cậu nhất định sẽ chọn tới nhà trẻ đánh đàn cho các bạn nhỏ. Suy nghĩ của Kiều Uyển Lâm lần này càng bay xa. Lương Thừa ngồi hướng đối diện với cậu, nửa thân trên ẩn mình ở nơi không đón được ánh nắng chói lóa, lồng mì chuyển thành màu nhạt rú xuống chợp mắt. Đồn cảnh sát nằm ở vị trí trung tâm của đảo Lĩnh Hải. Sau khi tới nơi, tất cả mọi người được chia ra để lấy lời khai. Kiều Uyển Lâm là người báo án, tính chất khác những người còn lại, tuổi lại còn nhỏ. Trước tiên anh cảnh sát xoa dịu cảm xúc của cậu. Quá trình lấy lời khai cũng rất thuận lợi. Kiều Uyển Lâm miêu tả toàn bộ những gì mình được chứng kiến và giao cả đoạn phim mình quay được. Trong lúc đó cậu đã nhấn mạnh 800 lần Lương Thừa chỉ là khách thuê phòng của nhà cậu. Lấy lời khai xong, anh cảnh sát nói, anh bạn nhỏ, sau này làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới an toàn của mình chứ. Vâng, em nhớ rồi, em cảm ơn. Anh cũng cảm ơn sự phối hợp của em có thể về nhà rồi. Kiều Uyển Lâm hỏi, thế những người kia sẽ xử lý như thế nào hả? Mức độ khác nhau thì kết quả cũng khác nhau thôi. Kiều Uyển Lâm cho nó trọng tâm, cái người tên Lương Thừa kia có thuộc mức độ nghiêm trọng không anh? Anh cảnh sát nhẹ nhàng bảo, chuyện này bọn anh không thể tiết lộ được. Kiều Uyển Lâm cất lại tính tò mò của mình, đeo túi lên rồi đi. Đi được một đoạn thì dừng lại, nhấn mạnh lần thứ 801 với người ta. Em với tên Lương Thừa kia không có một chút liên can nào hết, em chỉ tiện hỏi thăm về thôi. Cậu được dẫn xuống lầu đi ngang một văn phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện của Trình Hoài Minh với một người khác. Nói cái gì mà như thế này là không hợp quy củ, sau đó Trình Hoài Minh bày tỏ sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm. Kiều Uyển Lâm nghe không hiểu, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Sau khi tạm biệt anh cảnh sát thì ra khỏi đồn công an. Trước cửa là một khoảng sân nhỏ, giữa sân có một gốc cây cổ thụ trăm tuổi. Lương Thừa đang ngồi dưới tán cây chơi đùa với một con chó cảnh. Kiều Uyển Lâm tưởng mình hoa mắt, nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt khó tin. Lương Thừa đứng dậy nhàn nhã, cứ như ăn bánh uống trà. Ta rồi hả? Cùng về thôi.
Kiều Uyển Lâm đứng sững trên bậc thềm hỏi, anh đi được rồi hả? Ừ, đi được rồi. Lương Thừa chỉ đáp ngắn gọn, đẩm loát phạm tội chưa thả, hình như hai ông chú kia bị trói cũng chưa thả. Kiều Uyển Lâm quay đầu nhìn đồn cảnh sát, lại nhìn Lương Thừa dưới bóng cây nghi ngờ tên khốn này được chạy tội. Cậu cũng không muốn đi cùng Lương Thừa, trước tiên không nói chuyện khác, cảnh tượng Lương Thừa đánh người còn thể hiện trước mắt, cậu cảm thấy không an toàn cho lắm. Lương Thừa đọc được suy nghĩ của Kiều Uyển Lâm nên cũng không miễn cưỡng. Anh vuốt cằm còn khuyển cảnh, sau đó tạm biệt thì một mình rời khỏi sân nhỏ đồn cảnh sát. Kiều Uyển Lâm vừa hoài nghi vừa không phục, nhưng cũng chỉ có thể rời đi thôi. Giữa trưa người đi đường rất ít, một hồi lâu cũng không có chiếc taxi nào đi ngang qua. Bước chân Lương Thừa chậm chạp hơn bình thường để cho tốc độ rùa bỏ của Kiều Uyển Lâm có thể theo kịp. Cậu giữ khoảng cách 1 mét ở phía sau đạp lên cái bóng của Lương Thừa. Đạp đạp một hồi cậu phát hiện cứ cách mấy bước lại có một giọt đỏ tươi nhỏ xuống mặt đường. Ánh mắt Kiều Uyển Lâm lướt sang chân của Lương Thừa, rời tới eo thấy áo thun màu đen của anh dán sát trong xương sườn, lớp vải ẩm ướt bất thường. Lẽ nào, cậu vươn tay ra dùng sức lực vừa phải chạm lên. Lương Thừa cắn chặt răng hít một hơi, hơi gập lưng quay đầu sang. Ngón tay Kiều Uyển Lâm dính máu tươi, dính rớp ẩm ướt. Cậu kinh ngạc nói, anh bị thương rồi hả? Không, bị chảy một chút thôi. Kiều Uyển Lâm lập tức nhớ tới con dao găm kia, thảo nào. Ngay khi Lương Thừa phát hiện ra, cậu lại không nhảy qua cửa sổ tóm cậu, khi cho mấy tên kia cũng đứng yên không nhúc nhích gì. Vết dao có thể lớn có thể nhỏ, Kiều Uyển Lâm không nhìn thấy cũng không làm được hỏi. Anh chịu đựng được chứ? Lương Thừa giọng cũng hờ hứng. Không sao. Nhưng anh cứ chảy máu ấy kìa. Vốn đã sắp ngừng rồi. Cậu lại chạm vào nên tôi mới chảy máu ra đó. Kiều Uyển Lâm vội vàng rụt tay lại rồi nói. Tôi đâu biết anh bị thương, tôi chỉ tò mò thôi mà. Sắc mặt Lương Thừa tái nhợt không cảm xúc gì. Anh đứng thẳng lưng chuẩn bị đi tiếp rồi nói. Nếu cậu không tò mò thì cũng đã không xuất hiện trên đảo. Phải anh chịu được từ lúc qua về không? Không chết được đâu, xem như là thanh toán xong rồi. Kiều Uyển Lâm cho rằng chuyện nào ra chuyện đó, nếu như bị thương có thể xóa nhòa được tội lỗi, thì cần pháp luật để làm gì? Cậu cũng lạnh lùng. Chẳng ai tính sổ kiểu đó, sao có thể thanh toán xong được chứ? Anh thanh toán chuyện tụ tập đánh nhau hay là chuyện bắt cóc tống tiền? Cậu nghĩ nhiều rồi, cái tôi nói là chuyện tôi hôn cậu. Kiều Uyển Lâm nổi đá, người này còn có mặt mũi chủ động nhắc tới cơ đấy. Cậu để thấp mũ tức giận cảnh cáo Lương Thừa. Anh bớt nói vớ vẩn dùm đi. Cậu hỏi trước mà. Quyền giải thích thuộc về tôi, đó vốn chẳng là tính là hôn, anh có hiểu không? Tôi chỉ xem như anh dùng miệng két hơi cho tôi thôi. Lương Thừa bật cười, bụng cò rút đầm tới vết thương đào tí nỗi. Anh cũng phải chập choạng. Kiều Uyển Lâm theo bản năng tới dìu anh. Trọng tâm của anh lệch đi nói, là lần đầu tiên giác hơi hả? Kiều Uyển Lâm cũng chẳng vui nổi. Liên quan gì thế anh? Lương Thừa hỏi tiếp, bao nhiêu nhân chứng thế kia phải làm sao? Dù gì cũng vào đồn hết rồi, anh làm cá lọt lưới là có quan hệ của ai đó, tôi thấy người cần mắt nhất chính là anh đó. Thật sự là cậu vẫn chưa hết tức, nhân từ thế với thế lực ác chính còn tàn nhẫn với Trần Thiện Mỹ. Cậu bùng tay ra, vứt Lương Thừa lại cho anh tự sinh tự diệt. Kiều Uyển Lâm sải bước đi nhanh dần dần bỏ xa Lương Thừa. Cậu vừa đi vừa nghĩ hung khí do mình tự mang lại cắt mình một nhát, chắc đây gọi là rêu gió gạt báo. Nhưng chảy máu tới tận bây giờ xem ra chức năng đồng máu không tốt lắm, hoặc là vết thương rất sâu. Cậu giơ tay lên lau mồ hôi, ngửi thấy mùi máu tanh vương lại trên đầu ngón tay. Cái chạm đó thật sự mạnh lắm sao? Lỡ như vết thương của Lương Thừa chuyển biến xấu thì cậu cần có chịu trách nhiệm không? Sao phía sau không nghe thấy tiếng bước chân nào nữa vậy? Đào tới mức đi không nổi rồi sao? Kiều Uyển Lâm nghĩ lung tung mà dừng chân quay đầu lại. Lương Thừa đứng cách cậu 7-8 mét, khuôn mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương xuống. Bức tường xám đường bên có giàn cây tử đằng. Kiều Uyển Lâm không phân vân nữa, để tới góc tường, cảnh hoa rũ xuống trên đỉnh đầu tạo thành một cái rủ hoa màu tím hình bán nguyệt. Cậu gọi, này,
Tôi không phải tên này. Phải gọi anh là gì? Giọng Kiều Uyển Lâm cũng khá kiêu ngạo. Được, vậy tôi gọi anh là tay đấm cử khôi. Lượng Thừa mà cười nữa thì sẽ mất nhiều máu hơn anh hỏi. Còn muốn làm gì? Anh lại đây, tôi che cho. Lương Thừa thầm nhủ đúng là nhóc rắc rối, vứt đồ ăn lung tung, khăn mặt không biết gấp, giải thể thao không có ngày nào cất cho ngày ngắn, ở nhà còn pha trò chưa đủ bây giờ muốn tè bậy ngoài đường. Nhưng thôi, đời người có ba việc gấp, Lương Thừa đi tới che cho Kiều Uyển Lâm, vóc dáng anh quá cao, một ngọn tử đằng rú xuống vai. Kiều Uyển Lâm sợ trúng gió biển, đến khi đã mặc thêm một cái áo khoác jean. Cậu cởi nút áo ra, sau đó vén vạt áo thun lên. Một phần bụng nhỏ trắng ngần lộ ra, da mỏng tới độ có thể nhìn xuyên thấu những đường tính mạch huyết quản chẳng chịt. Cậu cởi cả áo thun ra, nửa thân bên trên hoàn toàn ở trần. Lương Thừa không kịp nghĩ nhiều, tiến gần thêm một bước vây kín Kiều Uyển Lâm, ngoảnh mặt hướng ra ngoài đường. Nhưng khóe mắt không trốn được anh hỏi. Cậu cởi đồ thế có thông báo trước một tiếng được không? Kiều Uyển Lâm nói, cho nên mới bảo anh che cho tôi đó. Che mới lạ đó, Lương Thừa bảo, người qua đường tưởng là tôi đang bắt nạt cậu đó. Anh vốn cũng có tốt lành gì đâu. Kiều Uyển Lâm nhét chiếc áo thùn vẫn còn hơi ấm cho Lương Thừa. Băng bó lại vết thương của anh đi, đường xa bao nhiêu anh chảy máu bấy nhiêu. Lương Thừa móc một góc vải quay đầu lại, cánh hoa tím nhạt lùng lầy rồi xuống hóm xương vai quai xanh của Kiều Uyển Lâm. Cậu dừng tay phủi đi rồi mặc áo khoác vào, mặt mày vừa rú xuống là bắt đầu thả hồn đi đâu mất. Lương Thừa cầm áo nói, tôi không phải người tốt mà còn cho tôi hả? Bởi vì... Kiều Uyển Lâm lẩm bẩm được một nửa thì hoàn hồn, không nói nổi nữa đâu. Lương Thừa vén áo lên, vết thương dưới sườn sườn dài cỡ nửa bàn tay, anh dùng áo Kiều Uyển Lâm bịt lại, cột chặt ở giữa eo, áo thun màu trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Trong nhà có đủ các loại hình ảnh tư liệu về phẫu thuật, từ nhỏ Kiều Uyển Lâm đã quen nhìn cảnh máu me rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thực tế. Cậu hiếu kỳ Lương Thừa đang có cảm giác như thế nào, vừa ngẩng đầu lên Lương Thừa cũng đang cúi xuống nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt không rõ ẩn ý, nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không rời đi, mãi tới khi anh cột xong nút thắt ở eo. Sau lưng Kiều Uyển Lâm dựa vào tường hơi căng thẳng. Anh nhìn gì mà nhìn? Phản ứng này quá rõ, Lương Thừa hỏi. Sợ tôi hả? Kiều Uyển Lâm bảo, phía sau là đồn cảnh sát, ai thèm sợ anh chứ? Lương Thừa cũng chẳng nói gì, lùi ra tới bên đường. Cuối cùng cũng có một chiếc xe taxi xuất hiện. Anh vẫy tay ngồi vào ghế phủ lái phía trước. Kiều Uyển Lâm thở phào một hơi, suốt dọc đường không hề lên tiếng. Đến bến tàu dần thành phố chỉ cần quẹt thẻ là vượt biển, còn khách du lịch bên ngoài thì phải mua vé ở quầy bán vé hoặc là ở máy. Kiều Uyển Lâm mặc định khách thuê phòng đều là dân tỉnh khác, nhưng không ngờ Lương Thừa móc ra một tấm thẻ dân thành phố quẹt xong là qua cửa, chẳng về vẫn thừa thớt khách như cũ, trên phà trống rất nhiều. Kiều Uyển Lâm và Lương Thừa vịn lan can, người ngồi trước, người ngồi sau, vươn tay ra là có thể chạm được gió biển. Mặt biển nhấp nhô, mỏng biển tụm lại thành một đám. Kiều Uyển Lâm nằm sấp trên lan can thẫn thờ. Lương Thừa móc điện thoại ra, mở máy lên. WeChat có một tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn thoại Phương Nhuế Trì gửi một tiếng trước. Anh mở ra nghe. Tiểu Lương, hôm nay bà đi tới hồi người máu, đã hầm canh xương sườn với mướp để cho nổi. Còn về thì hâm lại, ăn cùng với Uyển Lâm. Nó ngoài trừ mua đồ ăn ngoài thì chẳng biết làm gì đâu, còn giúp nó nhá, sườn con cứ ăn nhiều vào, cho nó hai miếng là nó gặm tới nửa đêm rồi. Kiều Uyển Lâm nghe thấy rồi, trong lòng dấy lên một chút cảm xúc không tên, cứ như nuốt phải một đống ruột mướp. Lần đầu tiên cậu gọi tên đối phương vừa bình tĩnh vừa ôn hòa. Lương Thừa. Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Cậu cảm thấy tôi như thế nào? Kiều Uyển Lâm nói rất nhẹ, gió thổi một hơi bay đi mất rồi. Tôi không biết, cũng không quản được. Lương Thừa cúi đầu gõ chữ trả lời Vương Nguyễn Trì là con biết rồi, đồng thời nói, vậy cần gì phải theo dõi tôi? Kiều Uyển Lâm trả lời,
Tôi không quan tâm anh bỏ họp hay là đang họp, anh đánh ai giết ai có hậu quả thế nào cũng đều không liên quan tới tôi. Nhưng con người anh như vậy không thích hợp để thuê nhà của bà ngoại tôi. Lương Thừa trả lời xong thoát ra khỏi giao diện trò chơi. Kiều Uyển Lâm nói, giả sử bà ngoại anh hơn 60 tuổi, sống cùng một quẻ nguy hiểm, anh có yên tâm được không? Lương Thừa đáp, tôi không có bà ngoại. Về mẹ anh thì sao? Lương Thừa làm thinh không nói, biểu cảm cũng ảm đạm đi như chiếc màn hình. Kiều Uyển Lâm nhớ tới câu Lương Thừa nói trong kho hàng, không có mẹ, cậu không hỏi được gì nữa, quay lại ngồi đàng hoàng cũng không truy cứu đáp án câu hỏi đó nữa. Hai người đều rơi vào không khí gượng gạo, phiêu dạt trên biển một hồi, một thuyền viên ôm thùng đặc sản lính hải lên đẩy mạnh tiêu thụ, cá khô phơi xương, hương vị tươi mới, tăng thêm mùi vị thuần khiết của thiên nhiên, vừa có thể ăn vặt vừa có thể ăn với cơm. Kiều Uyển Lâm bị thu hút, cũng thấy hơi đói. Thuyền viên thấy thế nói, tới lính hải một chuyến mà không mua đồ ăn ngon sao? Kiều Uyển Lâm cảm thấy lời này nói rất có lý, không dễ gì thì mới tới một chuyến, không thể chịu khổ được. Hôm nay xui xẻo như thế, không tự an ủi mình sao mà sống nổi chứ? Cậu nói, cho em một gói ăn thử. Em muốn vị nào? Hải sản phải tươi, đương nhiên là vị truyền thống rồi. Mùa xong sẽ bao ra, cậu bốc một thành cá khô lên ăn đánh giá. Thơm thế nhưng mà xương cá chưa giòn lắm. Lương Thừa ngồi phía sau nhìn chằm chằm cái ót của Kiều Uyển Lâm. Anh nghi ngờ mèo tham ăn biến thành tinh đời. Nàng lúc ghét bỏ anh như thù mà cũng không quên đồ ăn vặt. Phải quay về nội thành Bình Hải. Khi bắt xe tới ngõ Phán Bình thì cũng đã gần hoàng hôn. Kiều Uyển Lâm mệt mỏi lạ thường. Vừa về tới nhà thà đã gá lên giường ngủ ngay. Lương Thừa xử lý vết thương xong đi ngậm quần áo bẩn rồi cùng ngã phịch lên giường ngủ. Ngủ một giấc tới khi trời tối, khi trở mình thì chợt đụng đến vết thương, đau quá nên tỉnh dậy. Điện thoại vừng lên, Vương Duy Chi gửi tin nhắn hỏi, tiểu lớn con về nhà chưa? Về rồi. Uyển Lâm về chưa, ba gọi nó mà không ai nghe máy. Lương Thừa không nghe thấy có người ra khỏi cửa, anh cầm điện thoại đi ra hành lang gõ thử cửa phòng Kiều Uyển Lâm. Không ai thử, anh lại gõ thêm mấy cái, trong phòng hoàn toàn không có tiếng động. Lương Thừa vặn tay nắm cửa bật đèn lên, trong phòng nhìn sơ qua thì không có người, nhưng nhìn kỹ trên giường thì mới thấy Kiều Uyển Lâm đang nằm phẳng lì trên giường, giữ nguyên nét đặc sắc cá nhân. Lương Thừa trả lời Phương Nhuế Chi, cậu ấy đang ngủ. Ấn gửi tin xong, Lương Thừa đi tới đầu giường, trong phòng ngủ không bị trang điều hòa, cửa sổ đóng kín, người nằm ổ trong chăn ngủ thì rất dễ bị ngạt thở chết. Nếu ngạt thở không chết thì thiếu oxy cũng có thể dẫn tới thiểu năng. Giống như đêm đầu tiên, Lương Thừa vươn tay kéo chăn Kiều Uyển Lâm xuống, khuôn mặt đỏ bừng lộ ra, mái tóc vốn lù xù bây giờ thấm đẫm mồ hôi nên hơi bết lại. Lương Thừa nhìn mấy giây rồi đặt tay lên trán Kiều Uyển Lâm. Đạo lý gì đây chứ? Mình bị cứa một nhát dao thì chẳng sao, còn con ma ốm này thì bị dọa tí xíu, hứng gió biển tí xíu cũng đã phát sốt. Lương Thừa không nói cho Vương Nhuế Chi biết, anh vắt khăn nước lau mặt cho Kiều Uyển Lâm. Nước lạnh vừa chạm vào, Kiều Uyển Lâm sực tỉnh, nhìn rõ là Lương Thừa, cậu phản ứng có điều kiện mà rụt cổ lại. Xem ra là sợ anh thật rồi. Giọng Kiều Uyển Lâm khàn đặc, anh làm gì đó? Lương Thừa hỏi, sao? Bị dọa tới nỗi mắc bệnh tim luôn hả? Kiều Uyển Lâm mơ màng nói, hả? Sao anh biết tôi mắc bệnh tim?